Chào mọi người. Mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ chia sẻ một chương trình này góp đi tham gia chương trình góp hôm nay đi các bạn, click follow mô tả một start chatbot nữa các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của các bạn chương trình này góp này, các bạn sẽ nhận được 5 tháp cần có cái hiệu là Zapper nha các bạn. Một tháp cần này, một tháp cần khoảng 5 đô ở tháp cần này. Rồi bạn bấm vào Arab đó bạn. Rồi các bạn cho anh kênh group kênh trailer nha các bạn, cho nhiệm vụ đầu tiên của các bạn nha các bạn. Một rồi các bạn bắt đáp lời dẫn tiếp kênh trailer nữa các bạn. Rồi follow thì các bạn theo quên thì các bạn follow và tweet nha các bạn, tweet các bạn chạy xíu nha các bạn. Con này cũng chạy trên nắng này C20 blockchain nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. Thấy cái này cũng ngon đó các bạn ơi. Rồi các bạn like nha các bạn. Like bài viết cái game đó nè. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp trailer nữa các bạn. Multi. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username Telegram của các bạn nha các bạn. À cộng anh 1133 này các bạn. Submit the bug. Rồi các bạn mở cái username ta cái đường link profile của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhập bio ở trên đầu, các bạn nhấp vào chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép vào những khi tạm nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram các bạn, các bạn bắt đường link profile các bạn vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với RC20 chút wallet, message wallet cần các bạn lấy địa chỉ copy cái địa chỉ ETH của mình gửi cho bot nè các bạn. Rồi các bạn nhập xíu nha các bạn. Tôi cần này nó hình như là nó list sàn Uniswap ấy. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH nha các bạn. Sau này tôi cần có về mình sẽ hướng dẫn các bạn sự bán tôi cần sau nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Nếu tôi cần list sàn các bạn. Rồi, còn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm Z. Rồi các bạn bấm vào sao tiếp đi cập nhật số tài khoản của mình nha các bạn. Rồi mình đã nhận 5 tập càng CFB nữa các bạn. Rồi bạn bấm withdraw. Ai drop balance cơm. Withdraw nó chưa cho rút các bạn. Vậy video này kết thúc, cho tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.